Dạ, xin chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thanh Ngân Official. Hôm nay là cuối tuần của chú anh chị. Hôm nay thì mấy chị em đang có mặt tại nhà của Miss Nấm Bi. Đây, đó, giới thiệu bà con cô bác. Ôi, hình như là chưa ai được thấy cái hình này thì phải. Đó, đây, giới thiệu bà con cô bác. Đây là hình cưới của Nấm Bi. Đó, đây là nhìn hình vô nhà, bước vô nhà nhìn thấy hình là biết ai là chủ nhà liền ha. Hình như Nấm trước giờ quay này chưa ta? A Di Đà Phật. Đấy, ăn đi mấy bạn trẻ đừng có ngại, chị quay vậy thôi chứ cứ ăn thoải mái. Quay mà thôi chị cũng già lắm rồi. Đấy, chứ hôm nay là lần đầu tiên bé Nhi với bé Lệ qua nhà chị Nấm đúng không ta? Thấy sao? Thấy thất đồng. Nên... ngại ngùng. Mặc rồi đúng không chị? Hay là chưa vừa nãy ngẩn. Có muốn có cái nhà như vậy không? Nhà như vậy ở Sài Gòn không? Muốn chứ chị. Muốn không? Cố gắng phấn đấu, chị cũng đang phấn đấu đây. Ê, nhà Nấm thì mờ quay nhiều rồi, có chú anh chị biết rồi. Mua chung hả? Mua chung. Nào chồng đuổi chồng chê thì có chỗ nâng tân. Mời chúc mọi người. Nói chứ hôm nay coi như chiêu đãi hai bé nó bữa giờ cũng vất vả. Chương trình cũng không bé bỏng lắm đâu, phải ăn chửi nhiều nữa. Đi làm với tụi mình là quá dễ dãi rồi đúng không? Thôi mời cả nhà, mời mọi người. Ăn đi. Ơi là trời, nhức cái nách. Chân gà nay mùa đông nay, rồi. Hôm nay món chân gà là Nấm đảm nhiệm. Ngon không? Nghe giòn sụt sụt nướng đá ha. Số 1 Việt Nam. Ăn nè, ăn chân gà nè. Nhi với Lệ ăn thử hai cái món nem với món ấy trước đi. Ăn thử cái này đi. Nấm thì ăn nhiều rồi, hai đứa ăn thử trước đi. Cái này chấm với tương bần. Đấy, rất là ngon đấy mọi người. Này đó. Nè em cuốn với cái lá. Đây nè, có cái lá này nè, hai cái lá này cuốn lại. Đó, đúng rồi, ăn chuẩn là phải như vậy. Xong là chấm với nước mắm. Chấm với mắm mặn. Cái này thì cuốn với cái này nha. Khỏi nó rớt. Đó. Nhà Nấm thì bán toàn thành phố luôn, cô chú anh chị mình cứ đặt hàng. Đây. Dạ không ạ, lúc thích thì ship mà không thích thì thôi. Bán hàng theo cảm xúc hả? Bán hàng theo cảm xúc. Dạ, ăn đi Nhi. Cô chú anh chị. Ừ. Nhi miền Tây chắc cũng chưa ăn món này hả? Đây bên này Lệ ăn món sứa. Sứa có vẻ ngon á. Sứa là ăn nó giòn giòn. Ừ. Ăn món đó là ngồi ăn không cũng được nữa. Ngày mùa Vân Cúc là số rách. Ngon ha, sứa là sứa không? Sứa. Ngày nào bố Quang vừa bán mang lên Nấm Bi bán ngay ở dưới mọi người ở đây, ai mà gần đây mọi người qua mua trực tiếp luôn cho nhanh. Có kiểu ở quê mình á, có cái hội đồng hương Giao Thủy Nam Định. Nên mọi người kháo nhau mua nè, thích quận 12 cũng hỏi mua. Tại nhớ món quê đúng không? À. Món quê mà nhiều khi không biết chỗ mua, có là phải xa mấy cũng mua. Sao ổn không? Ngon không? Ngon đúng không? Nè cho Nhi ăn thử cái đó luôn đi. Ăn quảng cáo ăn sao ngon mọi người mua nha. Ăn sao để mọi người thấy ngon nha. Và cho Nhi với Lệ quen việc lên hình. Đó, sau này đi vô team là phải mỗi đứa sau này phải có một cân riêng nữa. Đúng rồi. Phải lên từ từ cho quen. Biết nhập nhiều kênh quá xong rồi người không lên clip. Ai cũng có cân mà. Không ai làm clip mà. Không, hai đứa nó có tiềm năng, làm đi, làm cho cô chú anh chị xem. Bữa giờ quay trên kênh mọi người vậy chứ cũng có nhiều mọi người quan tâm mà. Mọi người bắt đầu nhớ. Ăn cảm nhận. Được. Sao gấp ít chứ nhở, cái đấy phải gấp đầy, thấm đầy nguồn vào. Dai dai giòn giòn ha. Ngon không? Chút ăn đến món lẩu nữa này. Ê, quay chính chủ cái. Lớp hết vãi ra rồi. Không có người quay nó khổ vậy đó, phải truyền tay nhau. Rồi mời mọi người ăn đi, bữa sau cứ mỗi dịp mà mình làm xong chương trình là mình lại làm một vài bữa ăn này cho nó vui.
gắn kết tình chị em nhé. Bình thường vô sâu mấy đứa nó bị la quá. Giờ phải bù đắp lại. Để chân gà, ăn chân gà trước không? Em sẽ ăn món này trước. Thích ăn món này. Ủa, cái này là bao nhiêu quên rồi, lúc nãy mới hỏi giá bên kia. Một quả là 50 ngàn. Một quả 50. Trông nó nhỏ vậy thôi nhưng nhiều người ăn được lắm á. Cái này à, ăn được nhiều người. Món nhậu à. Nhậu ngồi ăn lai rai. Đây, đó, mình phải cuốn đủ nha mọi người. Ăn là mình phải ăn đủ nó mới tròn vị được. Chấm miếng mắm. Đây, dạ mời cô chú anh chị nha. Này chị Ngân cũng được ăn nhiều rồi mà. Đúng rồi, ăn nhiều rồi biết rồi, quá rằn rồi à. To với là nấu nó bị loãng vào. Đấy mọi người chỉ có 4 người ăn thôi mà. Rất đầy đồ. Đi ăn mang quà về, mọi người nhìn quà trên ghế này. Mỗi người một bọc. Nhìn hình trên kia là kiểu. Cảm ơn cô. Hả? Đâu hình nào? Đó hình của cả nhà. À hình này của chị gái em. Đâu dung lại xem chị gái đẹp không ạ? Đây đây quay ra. Đây. Đây cái này phải bật tiết lộ cho bà con cô bác. Đứng vô đó đi. Thôi ai đứng vô mà điên. Đứng vô đi. Ủa sao nó thấy cái đèn không vậy? Cái đèn đi cùng quyết. Không không được rồi góc này không thấy này. Đây giới thiệu bà con cô bác. Này chắc chắn là nấm bi chưa bao giờ công bố luôn. Đúng không? Chưa sâu bao giờ đúng không? Bên này đằng sau còn có nữa nè. Đây hình nấm, hình cưới của nấm á mọi người. Không cái này đáng lẽ phải quay một clip riêng. Ủa album hình có chưa? Đấy 4 cái. Ủa chỉ có vậy thôi hả? Hình rồi chị bảo anh Khương đền em cái ổ cứng đi. Em sao vậy? Mất hết ảnh cưới trong đó rồi. Ủa thiệt đó hả? Ừ, ổ cứng mà em lưu ảnh cưới ở đó đó. Đâu có, không có lưu trên Drive hả? Không có lưu đâu hết, đâu mà chứa nổi. Ô là trời. Trời đất. Mà ai cũng im ru luôn, không ai nói gì hết trơn. Em khóc. Trời ơi thì tưởng ấy ổ cứng mà đâu biết đâu có gì trong đấy đâu. Trời ơi ổ cứng thì để lưu. Nhưng mà đâu biết có hình ảnh gì quan trọng không nói. Mà giờ nói không biết làm sao trời. Có khôi phục được không trời. Nó cháy rồi thì sao. Trời đất ơi nguyên một album hình cưới mà. Bây giờ có 4 cái này là album đổi trên 2 là thành album rồi đó. Trời ơi bao nhiêu hình đẹp giờ còn lại có mấy bức cho tiếc thiệt đó trời. Trời ơi phí thiệt mọi người đây cho mọi người chiêm ngưỡng. Ở hình cô dâu chú rể. Cái này nấm trục rất là đẹp nhưng mà nấm chưa có cho mọi chưa có coi chưa có show cho khán giả coi bao giờ. Đây anh Đen Quyết này. À, đẹp ha, góc nghiêng rất là đẹp luôn, như làm mẫu chụp vậy đó. Đây. Mình cưới. Tiếc ghê á, kể có album là mình show album rồi. Chưa ai được nhìn thấy này à. Đâu? Cái này là để ở dưới gầm giường. Sao không treo lên bà? Anh Quyết bảo là nó to quá không để chỗ nào được. To hả? Treo lên tường được mà. Đâu? Cái khung ấy để đây được không ạ? Treo lên khung đây nè, khung đây cũng được mà. Đây, hình này là hình để cổng hả? Hay là hình in ra để treo thôi? Thấy nó đẹp thì in ra chứ ảnh này cũng không để cổng. Còn cái bức để cổng thì đâu rồi? Ở quê. À để quê luôn hả? Ừ. Đấy. In 4 cái ảnh to này cơ mà. Người ta làm có 2 ảnh cổng mà mình chơi phát 4 cái ảnh cổng. Đẹp ha mọi người, đấy. Em còn nguyên cả cái clip cưới của nấm bi nữa. Chứ tao đáng lẽ cái clip đấy nó phải quay cái clip này. À, trời ơi, để bữa sau thôi cho mọi người coi, không may cũng còn clip á. May còn clip chứ không chắc mất hết luôn rồi thôi, thấy chưa, tiếc chưa. Thôi ngồi ăn đi, ngồi ăn đi. Nước mắt. Bật nhỏ đi. Trời ơi, trời ơi, nghe mà mình cũng thấy tiếc thiệt luôn á trời, nghĩ sao mà. Mà mất luôn cái album hình cưới trời ơi. Thì vợ ấy. Xong. Đâu có biết đâu, chị cũng nghe tưởng cháy ổ cứng thì tưởng mà trong đó hình hoặc clip làm việc thôi chứ đâu có biết có hình cưới. Em cũng không nghĩ là nó sẽ bị cháy hiểu không? Mà thường cái đó người ta đăng, người ta up drive chứ ai mà lưu trong đó. Mà anh về cũng không nói gì hết. Anh chỉ hỏi là hư làm sao giờ, đổ lỗi cho ai được giờ. Nên thôi. Trời đất ơi. Buồn ha, tự dưng có kỷ niệm cả đời có một lần mà tự dưng bị mất sạch. Vậy ai cưới cứ up hết lên Facebook đi. Có bị gì thì đỡ tiếc. Muốn khóc hết một dòng sông. Đó, xin rút kinh nghiệm nha mấy đứa, lần sau là có gì đăng hết lên đi. Không mà nhiều khi đăng Facebook cũng chưa an toàn nữa. Đúng rồi, nó phải có mình, Facebook một cái. Mình phải cóp trong cóp lên nhiều không nền tảng. Không có cái gì được luôn á. Bây giờ chỉ có in ra. Ừ. Đúng có nước đấy. In ra thôi.
ai cũng chơi album. Cuối cùng album vẫn là một cái gì đó nó còn sót lại cuối cùng á. Chứ bây giờ mạng mạng méo nhiều khi tưởng không an toàn mà không biết được. Giống như Yahoo à, đùng phát nó sập, đâu có biết được. Đâu biết được đâu, mất hết cuối cùng những tấm hình mới là những cái còn sót lại. thôi để bữa sau ráng coi xem có sửa được không. Chứ giờ mất hết trời. Hèn chi mình cứ bảo thắc mắc sao chưa thấy nó khoe hình album, cũng muốn coi hình hôm đấy chụp sao mà không thấy đâu trơn á. Ổ cứng lâu lâu mới vào máy tính vào một lần. Thì cứ vào mỗi lần mà dùng đến ổ cứng hay mở lên thì thấy ảnh cưới thì mới nhớ. Xong em mới kêu Phùng Quyết đấy nè, mà nó cũng biết hư ghê á. Đúng lúc hết hạn bảo hành thì nó ý là còn hạn bảo hành thì mình còn mang đến. Ổ cứng đấy thấy được người ta còn coi cho giờ hết hạn rồi đâu có làm gì được đâu. Bởi Phùng Quyết cũng nạt. Cũng bảo ý là tự nhiên cho mượn làm gì á. Bảo dừng xui mình có ổ cứng thì không lẽ không cho mượn. Chị đâu biết đâu, bữa Nấm nghe Nấm kêu bị cháy ổ cứng em cũng nghĩ ấy thôi, cũng không nói là mất hết hình cưới ở trong đó. Ôi mai em bắt đền Khương. Mai làm clip nữa. Mai làm clip bắt đền ăn vạ. Kêu trời đúng là hy sinh vì chương trình đó. Đẹp lắm. Vô giá luôn, giờ không nghe đi cưới lại mời mọi người đi lại. Ủa mà hình cả hai đợt luôn hả? Hình tất cả các đợt luôn. Đợt một thì cho ổ cứng, còn đợt hai thì chưa kịp lưu về ông kia ông xóa hai luôn. U là trời. Là thế hả? Đợt hai là trong Sài Gòn là cũng mất luôn. Wow. Đúng là trắng tay luôn mọi người. Trời đất ơi. Xong em mới hỏi Phùng Quyết, tự nhiên em sực nhớ ra. Em không biết là em đã lưu chưa, mà em nhớ là em gửi cái link Google Drive cho Phùng Quyết rồi. Cái Phùng Quyết bảo đâu có gửi bao giờ đâu. Cái vào cái link mà chị Ánh gửi, tại vì anh đấy quen chị Ánh. Xong rồi anh mới gửi link cho chị Ánh gửi cho em vào coi thì ok rồi. Cái chưa kịp nói gì xóa mất gì. Thì đâu xuất cưới xuất từ tháng 5 à. Tháng 5, tháng 6 ở trong này rồi à, thì đến bây giờ mở ra thì ông ấy xóa cứ giống như phọc mát thẻ đi quay vậy đó. Ông đi chụp ảnh mà cái giờ đâu biết gì, biết làm sao nữa đâu. Giờ ông mới bắt đền sao luôn, không bắt đền được. Rớt nước mắt. Trời ơi vậy được mất đợt mấy cũng nên là chị rút kinh nghiệm nha, tầm 10 năm nữa mà chị lấy chồng ấy tháng mới. Nó nói muốn đấm nó nghe. 10 năm nữa là công nghệ nó tiên tiến hơn rồi. Lấy ảnh treo trên không trung hả? Không, nó kinh nghiệm là lần sau chụp xong là in liền. Còn có lần sau nữa hả? Phải. Không rồi, bây giờ in. Chị rút kinh nghiệm cho chị đi. Ừ, rút kinh nghiệm cho chị. Chứ em còn gì nữa đâu mà rút. 10 năm nữa kỷ niệm mặc lại đồ chụp lại. Có khi 10 năm nữa trong chị vẫn phải cưới á. Trời ơi thôi tội nghiệp, thương em nó. Đâu biết đâu. Trời là mình chắc mình cũng buồn chết. Thì em có hỏi Phùng Quyết xong rồi mất. Hai vợ chồng ngồi đây em lại bảo là hay là do máy mình sao đấy, cắm chị Mai không được là đã biết rồi. Chị Mai cắm để một tiếng nó không có hiện lên. Chết quá. Trời ơi biết bao nhiêu là hình kỷ niệm ở trong đó. Thôi chị vẫn biết sao rồi. Đi chụp bù lại thôi. Thôi nói thì Dương ăn mất ngon. Thôi ăn đi. Thôi đang hí hưởng kêu chút nữa quay clip quay hình album cưới bây giờ. Em không có làm album. Thôi em bù lại cho Quyên đã bằng clip cưới một đợt. May còn cái clip một cách ra hình cái cũng được. Cũng với chị em mình cũng chụp, cũng có chụp hình nhưng mà cũng không có nhiều. Các điện thoại em thì điện thoại ảnh cưới của mình còn nhiều. Nhưng mà hình mấy chị em thôi chứ hình quan khách rồi hình họ hàng hai bên đâu có. Hình mọi người đâu có nhiều. May là không quay clip hơn hả chị? Ủa mấy clip là mất luôn hả? Clip gì? Ủa lúc mà cưới cũng có quay clip mà. Em đâu biết đâu có gì đâu. U là nó như trên trời rơi xuống thì trời. Tính là thì ý là cũng không phải là không quan tâm. Nhưng mà cưới xong rồi cũng lưu bụ, ý là mình cũng để ý cái chuyện đó hiểu không? Tại giờ bảo là nhưng mà em nghĩ có người chụp họ có trách nhiệm họ lấy cho mình chứ. Hình rồi cũng có cả clip nữa mà, chị cũng thấy quay clip mà. Trời ơi, vậy cuối cùng là Nấm phải cảm ơn em mọi người. Nhờ em quay à? Nhờ em quay mà còn được cái clip kỷ niệm. Thì không, cái clip quay flycam hình như Phùng Quyết có giữ mà không biết Phùng Quyết có lưu không.
hình những cái người mà lái cam à. Ơi, không có em mà quay vào lái cam thì thấy được cái toàn cảnh mặt cô đâu chứ để đâu không thấy. À, thấy được bóng dáng người li ti đi được cổ. Thôi đưa cái đó đây để chị ghép vào cái clip của chị luôn cho nó dễ. Đâu, à, cái clip mà em với chị Phương làm trước thềm đám cưới á, là ngay những cái lúc đấy là quay được thì cũng được ha. Cái clip mà đứng lên đó hả? Cái clip TikTok đó hả? Không. Ý là cái clip mà dựng đó hả? Ờ, mình ngồi mình dựng ảnh cưới. Nhưng cái đó là hình thôi. Thì hiểu, nhưng mà những cái lúc đấy nó mới ngồi ý nghĩa. Chị em lu bu làm, em mới không quay làm. Tại lúc đấy không nghĩ, lúc đấy không, đám cưới của em là một cái đám cưới rẻ tiền nhất hiện tại luôn á. Ý là mình không muốn phô trương á, làm rất là bình thường, mà trong khi bình thường cũng 150 mâm. Bình thường lắm mọi người, to nhất cái huyện kia chỗ đó thôi chứ không có gì hết trơn á. Là mình không có phô trương. Thường người ta giờ cưới ấy, nét lủng rồi in một cái ảnh của mình thật to ra cho mọi người chụp ảnh, chị đấy không? Rồi bóng này kia, giống như là hôm em cưới là có cái đám đối diện nó làm y vậy đó. Mà thuê cái đèn led cả 100 triệu á chị, một cái đèn led á. Đúng rồi, cái đó mắc. Nhưng mà em thấy cưới là để mời con khách đến nó vui thôi, chứ đâu phải để phô trương là mình cưới chồng hay gì đâu. Nên là tối đảm bảo miễn sao đồ ăn ngon là được, mà khách mời đi là thỏa đáng là được, đúng không? Nên là cứ, nhưng mà lúc đầu em cũng thích hơi giống miền Tây á, là cái cổng 40 triệu mà tết bằng lá dừa đẹp quá ha, sao giờ người ta làm dữ trời. Không, có miền Tây nó đặc trưng của miền Tây đó, miền Bắc thì không có. Tại miền Bắc đâu có dừa đâu mà làm, con thuê cũng không có dừa mà làm cơ. Nói chung là không có không biết làm cái đó, nhưng mà đúng. Miền Tây là đặc sản, cái cổng cưới rất là hoàn đẹp đáng. Ha, ôi nhìn mê. Rồi sao làm được hay thì đó. Có khi nào lấy chồng miền Tây mặn rồi. Nào Nhi cưới chị Nhi làm tặng bộ. Cổng đấy mắc là nhè. Biết làm không? Biết làm không? Phải là cũng phải người chuyên chứ đâu phải trong dòng họ gia đình bạn bè làm đâu, đúng không? Không có nhiều đám là bạn bè làm á. Nói to lên. Nó nói gì lên. Nó sợ. Trời ơi, hôm nay tưởng vui mà nghe câu chuyện này cũng hơi buồn đi, nhưng mà thôi buồn thì không, vui mà đi. Em sẽ bắt đền anh Khương vào một clip khác. Thế cái đấy vô giá, anh Khương có cho 2 triệu nào mới coi lại clip xong mình chia sẻ câu chuyện đám cưới có nhiều tình tiết muốn chia sẻ lắm mà tại chưa có cơ hội. Và con cô bác đây chia sẻ sơ sơ cái nỗi đau quá lo nỗi đau mình mất bộ hình buồn chứ, là chị chắc chị cũng buồn mà em cũng không nghĩ là nó bị hư luôn ấy. Thôi, nghĩ được thì không mất rồi. Coi vô cái này. Vô cảm ơn chị mọi người nha. Hôm nay chia sẻ câu chuyện. Em cũng bất ngờ luôn, em không biết gì luôn thiệt. Quay hỏi tới mới biết chứ đâu biết gì đâu. Thì đó, em nói là ổ cứng. Dạ, nên là thôi mọi người hãy ủng hộ nấm bằng trái cây và sữa để nấm có tiền đi lại chụp lại một hình mới. Chụp hình mắc cái bộ mấy chục triệu. Mắc mà cuối cùng là tay trắng không à. Rồi thôi, để cho mấy đứa nhỏ nó ăn nữa mọi người. Cảm ơn cô chú anh chị nha. Hôm nay chia sẻ lâu lâu mấy chị em bữa giờ không quay clip, mọi người cũng hỏi nay quay một bữa ăn nhỏ nhỏ vui vui chia sẻ câu chuyện của mình. Hôm nay chắc là câu chuyện chính đây. Đang vui mà tự nhiên kể cái gì trời. Trời ơi, này mới hấp dẫn, đâu biết gì đâu. Rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Bye bye. Dạ, xin chào quý bà con cô bác đã quay trở lại với kênh của Nguyễn Thị Ngân Official. Dạ, xin giới thiệu mọi người, hiện tại em đang có mặt tại nhà của Nấm Bi. Dạ, đây bên chủ nhân bên kia đang cặm cụi dọn đồ ra ăn. Hôm nay giới thiệu bà con cô bác có 4 chị em. Đó, bé Nhi thì đang cầm điện thoại quay. Bên này là bé Lê. Hả? Em bé Lê mà. Không nghe được bé Lê rồi. Bé Lê. Bé Lê. Dạ, uống cam đó. Nhà Nấm Bi bữa nay hôm nay là bốn chị em đang tranh thủ ngày cuối tuần qua nấu nướng mọi người thấy không? Có 4 người thôi mà làm quá trời quá đất. Đây xin giới thiệu lại một lần nữa các món ruột của tại gia đình. Các đệ tử Hương Dừa đây, cái này là món này là món lẩu kim chi ạ. Dạ, món lẩu kim chi nó là món chính. Ngoài ra hôm nay có thêm chân gà. Quay gần nha Nhi, nhìn mới hấp dẫn. Chưa biết ngon hay không nhưng hình ảnh hơi phải đẹp đã. Đây là chân gà hấp hành. Chân gà hấp hành của Nấm Bi. Bên này là món này là nhà Nấm Bi bán luôn nha bà con cô bác. Cái này là nộm sứa ấy. Cái này là nộm sứa. Còn cái này là gì quên rồi.
đậu, đậu sứa với nem, nem thính. Đậu sứa với nem, cho đây giới thiệu bà con cô bác là ai có nhu cầu muốn mua món này, mọi người liên hệ số điện thoại của Nấm Bi. Đấy, cái này là nộm sứa mọi người, cái này là nhà Nấm Bi tự làm luôn nên là rất là đảm bảo, sạch sẽ, ngon. Cái này là món này là thường là gọi là miền Bắc của miền Bắc đúng không? Miền Bắc thì mọi người sẽ biết cái món này nhiều. Nhưng mà người miền Nam họ cũng rất là thích ăn, tại vì cái này là trong này nó có ngoài thì sữa ra nó có rau nữa. Nói chung là ăn chấm với cái này. Chấm với tương bần. Tương bần. Đây, bộ đôi mọi người ăn rất là ngon. Đó, nộm sứa cái này nhà Nấm bán đang bán bao nhiêu một hũ quên rồi ta? Một hộp chứ? 70.000. Tí nào cũng tùy à? Tùy hả? Tí là đúng rồi, cư dân thích ăn một hộp 100.000 cũng có. 80.000 có, 70.000 có. À, mình tùy theo khách đặt đúng không? Đúng rồi chị. Rồi, còn đưa kia đây, đưa kia. Nộm cái này là đấy, cái này là cuốn trong lá rong luôn hả? Lá rong ở đây, cái này là lá gì chị quên. Lá này rồi. Hiếm lắm nha, lá này ở đây phải đi mua. Chị đến Tết mới thấy hả? Đúng rồi. Lá sung với lá đinh lăng. Lá sung với lá đinh lăng, cái này là da. Da bì, gọi là bì á. Cái này là bì với là kinh thính hả? Bì, gọi là thính Bắc, thính Bắc. Cái này, món này là chuẩn Bắc luôn nha mọi người. Cái này là ăn kèm hai ăn mình cuốn với rau ăn kèm đó. Đây, cũng rất là hấp dẫn. Cái này nhà Nấm bán luôn. Bố ơi, hiện tại Nấm Bi thì bán trái cây thì mọi người biết rồi, nhưng mà bố mẹ Nấm Bi á thì hai bác là làm cái món này để bán nên là tự nhà làm luôn á. Bán lẻ, bán sỉ luôn. Đó nên là bà con cô bác muốn ăn thì mọi người đặt hàng nha. Rồi, cái này thì chấm với nước mắm hay chấm tương bần cũng được hả? Đúng, cái này chấm mắm, mắm mặn nè, mắm mặn. Rồi, chút nữa ăn thử bà con cô bác coi. Còn lại hai này bán thôi, còn mấy cái này mọi người đặt thì bọn em mới bán. Cái này là bọn em nấu, cái này là bếp trưởng rồi nha, tự nấu. Nè, đây để ra. Rồi. Đấy, hôm nay không có đầy đủ các chị em. Tại vì chị Kiều thì bận, chị Mai thì quá xa mọi người, chị Mai thì ở bên tận bên Bình Chánh là, nên thành ra là bình thường các cuộc vui ăn uống là chị Mai ít khi có mặt, tại vì cái đường nói là cái đường đi làm chị Mai bị nản. Qua ăn được sợ cũng xa nên là thường là gặp nhau thì mới đi ăn thôi, chứ không có hẹn buổi tối được, ít lắm. Đây, còn đây là món lẩu kim chi. Món này thì em chia sẻ rất là nhiều rồi. Em ấn vào cái món này là từ ngày em giới thiệu cho mấy chị em là ăn từ hồi đó giờ, lần nào cũng có món đó trơn á. Đó, còn có kèm thêm bạch tuộc nữa. Trời ơi mọi người, không, mình bỏ chút thời gian nên mình tự nấu nữa, ăn uống nó ngon. Thế rồi lại coi cái nồi nấu cho em với. Không được hả? Ý em nó lên rồi mà em không biết bấm đâu, để chị coi đó, on rồi nè, chọn chế độ thôi. Không được, không ấn được hả? Hay là cái nồi này nó không tương thích với nó. Ừ, hay là cái nồi không, cái này phải nồi từ không? Rồi, đưa đây chị quay cho.